ơn các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Xin chào! Hiện nay, bạn không chỉ cần một đôi chân khéo léo để trở thành một cầu thủ giỏi. Trong thế giới bóng đá hiện đại, người ta đang dần đòi hỏi các cầu thủ phải biết chơi bóng bằng cái đầu. Tư duy chơi bóng cùng với cách xử lý thông minh sẽ mang lại những điều khác biệt rất lớn trên sân cỏ. Vì thế, hãy cùng chúng tôi đến với những pha xử lý có IQ rất cao của các cầu thủ nhé! Ở thời kỳ trước, MU đã từng sở hữu một trong những cặp song sát hay nhất châu Âu là Ronaldo và Rooney. Không chỉ là những cá nhân xuất sắc, hai ngôi sao của Quỷ Đỏ khi đấy cũng thi đấu vô cùng ăn ý trên sân. Nhận bóng trong tư thế xoay lưng với khung thành, CR7 thực hiện một cú đánh góc rất mạnh về phía sau. Thế nhưng thay vì chuyền cho Evra, đường bóng ấy lại hướng thẳng đến vị trí mà Rooney đang chạy chỗ. Đương nhiên gã Stretch không mắc sai lầm nào để ghi bàn trong tình huống đối mặt. Không chỉ sở hữu tài năng chơi bóng thiên bẩm, quả thực Messi cũng rất khôn ngoan và nhạy bén trong từng tình huống nhỏ trên sân. Khi mà các cầu thủ Arsenal vẫn đang mãi tranh cãi sau pha tranh chấp, Mbunga đã quan sát thấy Pedro đang ở vị trí rất trống trải. Ngay lập tức, số 10 của Barca thực hiện một cú đá phạt nhanh và tạo điều kiện cho đồng đội thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc pha lốp bóng sau đó của Pedro lại đi thiếu chính xác và khiến tình huống kiến tạo đỉnh cao của M10 bị bỏ phí. Là một cầu thủ thiên về tấn công, thế nhưng khả năng kiến tạo của Messi cũng thuộc dạng cực kỳ xuất sắc. Để làm được điều này thì siêu sao người Argentina cũng đã sở hữu cảm quan vị trí cực đỉnh. Đường chuyền đầu tiên của Mascherano hướng tới M10 nhưng anh không nhận bóng mà thả cho Pedro khi biết rằng mình đang trong tư thế việt vị. Sau đó chính Messi là người dứt điểm cuối cùng khi Pedro đã phá bẫy việt vị thành công và có đường căng ngang thuận lợi. Không quá lời khi nói rằng tình huống này là một trong những pha phối hợp đá phạt thông minh nhất lịch sử Bundesliga. Hậu vệ trái Guerrero ban đầu nhận vai trò chạy đà và giả vờ như Marco Reus là người thực hiện. Thế nhưng chính số 13 của Dortmund lại quay trở về chỗ cũ và thực hiện đường tạt bóng vào trong vòng cấm. Đương nhiên toàn bộ hàng phòng ngự đối phương đã bị đánh lừa và Alassar đã dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Nếu như trọng tài biên quan sát tốt hơn, đây có lẽ là một bàn thắng hợp lệ dành cho Manchester United. Ngay khi tiến tới chỗ phạt góc, Rooney đã cố tình chạm chân vào bóng, coi như cú đá phạt đã được thực hiện. Sau đó toàn bộ hệ thống phòng ngự của Chelsea đã bị bất ngờ khi Ryan Giggs nhận bóng và thực hiện cú tạt cho Ronaldo đánh đầu. Tuy nhiên ngay khi lưới của The Blues rung lên, trọng tài đã thổi phạt và cho rằng cú đá phạt góc của MU đã không được thực hiện đúng cách. Müller vốn được biết đến với biệt danh kẻ cắp không gian khi sở hữu khả năng chọn vị trí cực đỉnh. Và khi được kết hợp cùng với một thánh truyền bóng như Thiago,
rất nhiều pha phối hợp đỉnh cao đã được ra đời. Thay vì thực hiện một cú sút thẳng, Thiago có một cú chích mũi dày vừa đủ để vượt qua hàng rào đối phương. Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ sao đỏ Belgrade, Müller như từ dưới đất trồi lên, thực hiện cú đá nối đơn giản để ghi bàn. Quan sát kỹ tình huống này và chúng ta sẽ hiểu được bản năng sát thủ của Ronaldo thể hiện trên sân như thế nào. Bị hậu vệ đối phương theo rất sát trong vòng cấm, CR7 liên tục di chuyển để tìm ra vị trí nhận bóng tốt nhất. Ngay lúc Benzema căng ngang vào trong, siêu sao người Bồ đã tách khỏi hai trung vệ bên phía FC Basel và thực hiện pha đệm bóng để ghi bàn. Có lẽ là lý do mà Liverpool phải bỏ ra rất nhiều tiền để thay thủ môn và chỉ dừng lại khi đã sở hữu được Alisson Becker. Khá dễ để nhận thấy, Simon Mignolet đã thi đấu rất mất tập trung và còn mãi hô hào những cầu thủ phòng ngự khác của Liverpool. Nhận thấy điều này, David Luiz ngay lập tức lấy đà và tung cú sút cực kỳ quyết đoán. Đương nhiên thủ thành Mignolet không có bất kỳ một phản xạ nào và đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng theo kiểu ăn cắp trứng gà này của Nacho đã gây ra rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Phút thứ 10 của trận đấu, Asensio bị phạm lỗi trước vòng cấm và Ryan được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Trong khi hàng phòng ngự đối phương vẫn đang thiết lập hàng rào, thì Nacho bất ngờ thực hiện cú đá nhanh làm tung lưới đối thủ. Đương nhiên các cầu thủ của Sevilla đã phản ứng dữ dội, nhưng đây là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Nacho khi họ đã tuân thủ luật đá phạt nhanh rất thông minh. Kể từ sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger rời đi, hàng phòng ngự Arsenal luôn là điểm yếu lớn nhất của câu lạc bộ. Trong đó đã rất nhiều lần pháo thủ phải chịu những bàn thua ngớ ngẩn kiểu như thế này. Sau pha phạm lỗi của Samber, toàn bộ hàng phòng ngự của Arsenal đã dừng hết lại và cực kỳ thiếu tập trung. Nhận thấy Danny Ings không ở vị trí việt vị, Bertrand ngay lập tức có pha chọc khe rất thông minh để đồng đội thoát súng và dễ dàng ghi bàn. Chắc hẳn các bạn đã vô cùng trầm trồ và thán phục trước những tình huống chơi bóng cực kỳ thông minh của các siêu sao bóng đá phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.